365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với đời Chúa. Ngày 6 tháng 8. Lời Chúa theo Tin Mừng của Thánh Luca, chương 22, câu 24. Sao anh em lại ngủ, dậy mà cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Lời Thánh Y Nhã. Linh thao tất cả những cách dọn và chuẩn bị linh hồn để xa bỏ những quyến luyến lệch lạc và sau đó tìm kiếm ý Chúa trong cách xếp đặt cuộc đời để mưu ích cho linh hồn mình. Suy niệm. Linh thao, thuật ngữ quen thuộc đối với những anh chị em đã từng đi tĩnh tâm theo linh đạo của Thánh Y Nhã. Nhưng đối với anh chị em khác, có thể còn rất lạ. Linh thao là một tiến trình cầu nguyện dài lâu, không chỉ dừng lại trong các khóa linh thao ngắn hạn hay dài ngày. Linh thao cần được sống động không chỉ trong cô tịch thinh lặng, mà còn được hòa quyện vào cuộc sống thường ngày với biết bao bận bịu lo toan. Bởi vì linh thao giúp chúng ta không mê ngủ như các môn đệ ở vườn cây dầu, mà tỉnh thức dậy cầu nguyện như Chúa Giêsu mời gọi. Cầu nguyện liên hỷ trong đời sống thường ngày, cầu nguyện khi gặp khó khăn, tri ân Chúa khi được ân sủng phủ bao, ca tụng tôn vinh Chúa nguồn mặt của lòng thương xót, chìm mình trong thinh lặng chiêm ngắm Chúa trong niềm hạnh phúc viên mãn, như hai người yêu nhau ngồi bên nhau mà chẳng cần lời lẽ gì. Linh thao là tập thể thao cho linh hồn, có nghĩa là linh hồn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, là linh hồn tỉnh thức cầu nguyện với Chúa Giêsu, cầu nguyện với toàn bộ con người, với trí hiểu, ý chí, cảm tình và thân xác. Nhưng mục đích của linh thao và cầu nguyện là gì? Là gắn bó đời mình với Chúa, là cùng với Chúa sắp xếp lại cuộc sống của mình, là cùng với ánh sáng của thần khí nhận ra và xa lánh những gì là quyến luyến lệch lạc, nghĩa là tránh xa mọi cám dỗ mà thần dữ giăng ra. Nhờ đó, người sống trong tinh thần cầu nguyện bước đi trên tiến trình linh thao, mỗi ngày được gần Chúa hơn, nên giống Chúa hơn và trở nên tự do hơn trong ơn gọi là con cái tự do của Thiên Chúa. Hồn sống trong ngày. Sao anh em lại ngủ, dậy mà cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Hôm nay mời bạn đưa lời của Chúa Giêsu vào trong ngày sống. Bạn hãy để lời nhắn gửi này vang lên vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và vào đêm khuya nhé. Năm khắc thời gian, Chúa mời gọi bạn và tôi chú ý tỉnh thức cầu nguyện. Vì ở bên Chúa, chúng ta sẽ tránh được cám dỗ lật lạc.
Cho Chúa.